Gói nấm kim châm này có in nhãn nấm Việt, địa chỉ, xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn không dám lựa chọn sử dụng. Hiện tại thì trên mạng ấy có rất nhiều cái thông tin về nấm rất là không tốt ấy, nên là em rất là khi mà mua nấm về ăn ấy thì em vẫn phải lựa chọn thương hiệu. Thương hiệu nấm kim châm Việt chưa tỏa mạnh lại đang bị nghi vấn, trong khi nhu cầu sử dụng nấm kim châm làm thực phẩm của người tiêu dùng vẫn rất lớn. Đây chính là cơ hội cho những sản phẩm nấm kim châm nhập ngoại tràn vào Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường. Thời gian gần đây, câu chuyện về những sản phẩm nấm kim châm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đội lốt thương hiệu nấm Việt đã làm dấy lên tâm lý lo ngại cho người tiêu dùng. Do không tin tưởng nấm kim châm có thể sản xuất tại Việt Nam, nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang sử dụng nấm kim châm nhập ngoại. Tuy nhiên, Việt Nam sản xuất được nấm kim châm là câu chuyện hoàn toàn có thật. Và thậm chí nấm kim châm của Việt Nam còn có chất lượng cao hơn nấm kim châm nhập ngoại. Mũ nhỏ, sợi nấm trắng mỡ, dài khoảng từ 12 đến 15 cm. Những bịch nấm kim châm đạt tiêu chuẩn như thế này sẽ được thu hái và chuyển đến khu vực đóng gói sản phẩm. Bao bì in rõ ràng địa chỉ cơ sở sản xuất và các giải thưởng chứng nhận chất lượng sản phẩm. Theo ông Lê Hồng Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật, hiện nay tại Việt Nam còn có một số cơ sở sản xuất nấm kim châm khác. Tuy quy mô chưa lớn, nhưng chất lượng nấm đều cao hơn các sản phẩm nhập ngoại. Về cái quy trình công nghệ của Việt Nam ấy, và giống nấm Việt Nam ấy, thì được Bộ Nông nghiệp cũng đã công nhận giống kim châm vàng và kim châm trắng. Và các quy trình công nghệ thì được Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật hướng dẫn và đồng thời là đưa ra sản xuất. Thì tất cả những quy trình công nghệ này nó cũng phù hợp với các điều kiện của Việt Nam. Những thông tin không rõ ràng, không đúng thực tế, chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân của một số phóng viên nhằm câu khách của một số tờ báo. Nhưng dù vô tình hay cố ý, nó đã và đang làm những nông dân có nguy cơ phá sản vì không bán được hàng hóa. Cũng giống như những câu chuyện về ăn bưởi hay ăn sầu riêng ung thư những năm gần đây.